ngọc hôm nay. Cái dòng mai hoa tiên ngọc nó là một cái dòng thân thủ rất là đáng để sưu tầm. Đầu tiên mình lên cái mã đầu tiên này, hai thân đây là mình bán với cái giá là 250.000. Hai thân quân lùng thân thủ to. Và ba thân đây là mình bán với cái giá là 350k nha, đây là ba thân nha mọi người, ba thân. Đó, ba thân 350.000. Cái đó là bốn thân này, bốn thân này mình cũng bán với cái giá là 370.000. Mọi người có thể xem kỹ video mình quay lại từng mã rất là rõ ràng để cho mọi người mua, mọi người sưu tầm là giống dòng thân tù kinh khủng lắm mọi người ạ. Quân lùng đẹp một thân là 150k nha. Có hai thân này, một thân 150k. Mọi người combo một lần hai đơn là thu thanh bao ship, còn một đơn là mọi người tự trả tiền ship nha. Còn cái đơn đây là 300k này. Đơn đây là 300.000. 300.000 cái đơn này còn khá đẹp. Còn cái đơn đây là mình bán với cái giá lá sông tôn này mọi người ạ. Một mẹ hai thân bán với cái giá là 250.000. Còn cái đơn cuối cùng của mai hoa tiên vũ đó là 320.000, 320k. Và cái mặt hàng thứ hai mình muốn giới thiệu mọi người đó là cái dòng bầu thiên cầm. Bầu thiên cầm nó xuất phát từ cây rừng An Lão, nó cho một cái dòng hoa quá đẹp luôn mọi người ạ. Bông rực rỡ, hoa thơm, dòng cánh sáp, mã đầu tiên. Ba thân, lá to, cái dòng mà bầu thiên cầm này thân thù nó to lắm mọi người. Ba thân mình bán với cái giá là 350 nè. Ba thân là mỗi thân 150 nha. Mỗi thân 150. Còn cái khóm ra là ba thân hai mảnh là mình bán với cái giá là 400k. Chính là như mọi người combo một lần hai đơn, hai mã là mình bao ship, còn một mã thì mọi người tự trả tiền ship nha. Cái mã đó là 400 này. Ba cái thân bầu thân cầm là 150. Và cái mã đó là ba thân là 350, đó là bầu thân cầm với dòng cánh sáp hoa thơm. Mọi người chỉ cần điện thoại vào số điện thoại 0935175488, nhà vườn mình sẽ lên đơn và gửi qua cho mọi người. Còn một đơn thì mọi người chịu khó trả 30k tiền ship nha mọi người.